Thầy thấy chưa thầy? Alo thầy ơi. Hồi tao thấy rồi nha. Ở đây đây em, thầy xin lỗi, thầy thấy hệ thống của em, nhưng mà em điều khiển cái gì vậy? Dạ, em đang làm bồn nước mà điều khiển Fuji với thầy. Bồn nước đơn hay đôi? Dạ, đơn thầy. Tại vì cái mà em chọn cuối kỳ bữa trước nó trùng với lại cái bồn nước của thầy luôn. Nên À giờ dạ. Thì em đang thắc mắc ở cái chỗ là em đang chỉnh cái mức đặt đó thầy. Thì em chỉnh được cái khoảng đặt rồi là ừ em thì nhưng mà nó lại bị một chỗ là không có sát đó thầy, kiểu như cái đường này nó không có sát với cái giá trị em muốn. Ví dụ như là em đặt ở đây là 40, ừ đặt lên là thì nó không có sát rạp vô đây, là nó lại bị sai lệch khoảng 0,1 đó thầy. À, như vậy nè, cái tiền xử lý của em á, là đáng lẽ là hai cái tiền xử lý K1, K2 khác nhau. Một thằng là tương ứng với cái khâu đạo hàm, một thằng sẽ tương ứng với cái khâu mà không có đạo hàm. Ở Đúng đây rồi. em bút hai thằng lại rồi em mới cho một cái tiền xử lý, cho nên em không có tỉnh chỉnh riêng từng cái được. À vậy là mình em, em em phải không chia. sai, em không sai, nhưng mà em giới hạn cái sự chọn lựa của em lại rồi. Hiểu không? Dạ. Ừ. Vậy là vẫn được đúng không thầy? Ý, Ừ ý ừ. em là cái sai số đây em vẫn thấy nó bị sai số rất Thì nói chung em điều khiển ổn định rồi đó, ổn định rồi, nhưng mà cái chất lượng điều khiển của em, chẳng hạn như em nói là thời gian xác lập như vậy là phù hợp chưa, độ gọt lốn như vậy là phù hợp chưa, sai số xác lập như vậy là phù hợp chưa, cái định nghĩa tốt là tùy ở em. à Cho dạ. nên đó, trong cái bài này em nên có cái sự khảo sát. Thứ nhất á, là em nên tách hai cái tiền xử lý ra đi, thành K1, K2 đừng gom chung nó lại. Dạ. Thấy không? Thứ hai nữa là em tăng giảm cái tiền xử lý, rồi em tăng giảm cái hậu xử lý để em khảo sát coi là những cái tiền xử lý hậu xử lý đó ảnh hưởng thế nào tới chất lượng hệ thống. Dạ Ừ, với mà cho hỏi cái hàm liên thuộc mờ ngõ vào ngõ ra của em á, là nó có âm có dương hết không, hay là chỉ là một phía âm hay là một phía dương thôi? dạ đây nè thầy. Mở ra À, coi. dạ đây Ừ thầy. được, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng, có âm có dương là được, đúng rồi. Ừ. Cái khoảng sai số này em không biết chọn sao luôn thầy, tại em Này tham này nè, khảo. em nên chọn là từ trừ 1 tới 1 để nó chuẩn quá, rồi sau đó bên tiền xử lý em chọn tăng giảm gì đó tùy em. Có nghĩa Dạ. là trong cái khối Fuji Block á, trong cái khối Fuji nó nên là chuẩn quá rồi. Còn bên ngoài là tiền xử lý, mà hậu xử lý mình chỉnh thôi. Mình Dạ. một khi đã xây dựng cái khối Fuji rồi, mình đừng có tác động gì trong khối Fuji đó hết. Mình thay đổi tiền xử lý, hậu xử lý thôi. Dạ Ừ. vậy là sai số đây em chỉnh lại là trừ 0,1 đúng không thầy? Nên chuẩn quá. Còn nếu em không chuẩn quá thì cũng không sai. Không chuẩn quá thì cũng không sai, nhưng mà em phải hiểu rằng là cái tín hiệu ngõ vào của mình nhân với tiền xử lý nó vô trong khối mờ nó sẽ bị giảm thành cái khoảng nào đó. À, dạ Ừ. dạ Chứ em phải thêm hai cái khối tìm xử lý ở đây nữa đúng không? Nên có nghĩa là hiện thời cái tiền xử lý của em gom lại thành một khối chung là 1/50, 1/50 đó áp dụng cho cả E lẫn E chấm luôn. Thì bây Dạ giờ nên nên chuyển ra ngoài thành hai cái khối khác biệt để em chỉnh E riêng, E chấm riêng. Còn cái 1/50 kia xóa đi. Theo ý của thầy là vậy? à dạ để em làm thử nha Ừ, làm xong người ta khảo sát đàng hoàng nha, thầy. chứ làm ổn định là chuyện nhỏ rồi. Thực ra vậy là làm ổn định thôi cũng được. Điểm cộng thấp lắm, nhưng mà cũng có cộng chứ mà không có. Xong việc rồi thì cũng là xong. Dạ Ừ. Rồi. Nói dạ chung là mày nhiều bài tập môn khác quá, mày làm bừa bãi đi cho xong cái này thì cũng được. Cộng chút xíu thôi. dạ và em dừng xe nha thầy. Ừ rồi, dừng xe ha. Có ai có câu hỏi nào nữa không? Mấy em mà bật câu hỏi lên cái thì thầy cũng phải mất khoảng 1-2 phút rồi thầy mới chỉnh lên bên đây rồi thầy mới trả lời mấy em được á. À, rồi vậy thôi ha, thầy bật tắt mic nha, làm tiếp đi ha. Dạ. Ừ.